Đưa về cho chồng tao phải đổ. Có gì cây ăn bóng này. Ôi, này ông Giêsu, ông cứu tôi ơi. Anh có tin ta không? Này Giêsu, tin không? Phải đức tin anh đã cứu anh đứng dậy. Này ông cha kêu, ông mau xuống đây. Vì tối hôm nay tôi sẽ ở trò lại nhà ông. Lại chuột. Ê, nhà ông chút thế bỏ vỡ. Ê ôi tôi lộn giữa mầm bố. Mời chúa bên nhà cho con chơi vài bữa. Mời chúa ngồi. Long bia mà. Thưa ngài, đấy là kinh châu quả cách sạch nửa phần giá tay nha con. Con xin ngài làm để bổ thị cho người nghèo ạ. Thưa ngài, nếu như con có ăn hồi lô hoặc thắt ăn gian lần của người ta bằng một lần thì con sẽ đền bù gấp bội lần. Rồi hôm nay ơn cứu độ đã đến với nhà này, vì nhà này cũng là con cái của Israel. Tạ ơn Chúa, cảm ơn anh.